6 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Yên Thanh tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm giao lưu văn nghệ chào mừng 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong chương trình, các đại biểu cùng nhau ôn lại hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và truyền thống anh hùng bất khuất của các lớp lớp thế hệ phụ nữ Việt Nam kể từ khi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. Tinh thần đấu tranh vì bình đẳng, tự do và phong trào phụ nữ quốc tế cũng như truyền thống cuột khởi của phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục được thế hệ phụ nữ hôm nay kế thừa phát huy, góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập sâu rộng với thế giới. Cũng trong chương trình, các chi hội phụ nữ đã biểu diễn những bài ca, điệu múa ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Cùng với giao lưu văn nghệ, các chi hội phụ nữ của phường cũng đã tổ chức giao lưu làm thiệp chúc mừng. Những tấm thiệp sẽ được dành gửi tặng những người phụ nữ thân yêu là các bà, các mẹ, các chị trong ngày 8 tháng 3 năm nay.